hệ số phụ cấp chức vụ của giáo viên các trường trung học phổ thông. Căn cứ theo thông tư 33/2005, thông tư Bộ Giáo dục Đào tạo quy định về chế độ phụ cấp chức vụ được áp dụng đối với cán bộ, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ sở giáo dục công lập. Nhưng đối tượng dưới đây ngoài mức tiền lương còn được hưởng thêm trợ cấp chức vụ tại các trường trung học phổ thông, bao gồm hiệu trưởng, hiệu phó, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ phó tổ chuyên môn của trường trung học phổ thông. Hệ số phụ cấp chức vụ của giáo viên các trường trung học phổ thông quy định tại mục 4 thông tư 33/2005 thông tư Bộ Giáo dục Đào tạo như sau: chức vụ lãnh đạo, hiệu trưởng trường chuyên biệt tỉnh, hiệu trưởng trường hạng 1, hệ số phụ cấp 0,70, hiệu trưởng trường hạng 2, 0,60, hiệu trưởng trường hạng 3, 0,45, phó hiệu trưởng trường chuyên biệt tỉnh, phó hiệu trưởng trường hạng 1, 0,55, phó hiệu trưởng trường hạng 2, 0,45, phó hiệu trưởng trường hạng 3, 0,35, tổ trưởng chuyên môn và tương đương 0,25, tổ phó chuyên môn và tương đương 0,15.